Xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta lại quay trở lại cái chuyên đề 2K5 đánh bay lý thuyết chương este lipid với nhau. Hôm nay là buổi số 3 rồi, và Thầy nghĩ rằng là trong cái buổi số 1 và buổi số 2 đã có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em rất nhiều trong cái việc mà học lý thuyết về este và lipid. Với những bạn nào mà đã học rồi thì cái chuỗi này của Thầy đã có thể giúp cho tất cả các bạn và các em có thể nắm chắc được hơn về este và lipid. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em theo dõi cái buổi học này, có thể chia sẻ lại buổi học này là về tường, cũng như giúp Thầy tác tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các em rất nhiều. Chúng ta sang cái câu số 1 của đề hôm nay. Số nguyên tử carbon trong phân tử etin acetat là bao nhiêu? Thế mình sẽ biết nha. Etin acetat này, CH3, COO, C2H5. Vậy suy ra bên trong anh này sẽ có 4 nguyên tử carbon. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 2, etin butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etin butirat là, thì etin butirat thì đi từ axit butyric, đúng không ạ? Vậy nó sẽ là CH3 này, buty là có 4, CH2, CH2, COO, etin là CH5. Vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là đáp án A, 1, 2, 3, 4, CH5. Dễ không? Những câu này quá dễ, đây những câu khởi động thôi. Trong đề chuyên Vinh lần 2 năm 2022 đây, tripanmitin có nhiều trong mỡ động vật, mỡ bò, lợn, gà. Công thức của tripanmitin là, thế thì tripanmitin nó đi từ glycerol và axit panmitic. Thì panmitic nó sẽ là C15H31 COO tất cả 3 lần C3H5, đúng không các em? Và đây là tripanmitin. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Nào các bạn còn nhớ không ạ? Theo định nghĩa thì chất béo nó là trieste của axit béo với anh nào? Chất béo là trieste của axit béo với anh nào? À, nó là trieste của axit béo với gì ạ? Glycerol. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 5. Tên hợp chất có công thức cấu tạo C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5 là gì? Thì anh này nó bắt nguồn từ gốc là C17H33. Thì C17H33 ấy, thì nó là axit oleic. Ba gốc này vậy nó sẽ là gì ạ? Tri olein. Đấy chưa? Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 6. STX có công thức phân tử là CH2 nối đôi CH, CO, CH3 và tên gọi của X là. Thì anh X này nó được tạo bởi từ axit acrylic và ancol là methylic. Nên tên gọi của nó sẽ là gộp bởi của hai đấy. CH3 nó là metin này, đúng chưa? Đầu này sẽ là acry, nó sẽ là metin acrylate. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Câu số 7. Số nhóm chức este trong mỗi phân tử triglyceride. Chúng ta vừa mới làm ở bên trên xong, đúng không các em? Có nhớ không? Triglyceride nó là gì? Theo định nghĩa nó là trieste được tạo bởi từ glycerol và axit béo. Trieste, tri là có 3, đúng chưa? Vậy suy ra nó sẽ có 3 chức este. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 8. Chất nào sau đây là chất béo? Thì chất béo nó phải là trieste đó. Thế chúng ta nhìn phát ta chọn được ngay. Đồ anh tripanmitin C15H31 COO tất cả 3 lần C3H5. Ok nha. Câu số 9 ạ. Chất nào sau đây là este đơn chức? Chất nào sau đây là este đơn chức? Este đơn chức là nó chỉ có một nhóm chức CO thôi, đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu số 10 ạ. Đề Liên Trường Nghệ An. Thủy phân tri-stearin trong dịch náo H C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Đấy, thì phân anh này trong môi trường dung dịch NaOH thì mình thu được glycerol C3H8O3 và muối X là muối C17H35 COONa. Đây ạ, cân bằng phương trình. Vậy muối X của chúng ta là C17H35 COONa. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 11. STX có công thức phân tử là C3H6O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được sản phẩm gồm ancol ethylic, ancol methylic, CH3OH và chất Y. Chất Y chắc chắn là muối. Vậy mình đếm ra thằng Y của mình có bao nhiêu carbon? 3 trừ đi 1 thì còn 2 carbon. Vậy chắc chắn nó chỉ có thể là CH3CONa, bởi vì chỉ anh CH3CONa mới có 2 carbon. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ CH3CONa các em nhé. Câu 12. Phản ứng giữa methanol với axit acetic. Methanol là viết tắt của ancol methylic với axit acetic là CH3COH. Được chưa? Có mặt của axit sulfuric đặc đun nhẹ H cộng thì mình thu được este là CH3CO CH3 cộng với lại H2O. Ok chưa? Vậy este này của chúng ta nó sẽ có công thức là gì? CH3CO CH3. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Ok, ngon lành canh đào đúng không em? Tiếp tục ạ, câu 13. Câu 13 các bạn chọn đáp án gì ạ? Thủy phân tripanmitin C15H31 COO tất cả 3 lần C3H5 trong môi trường axit mũi tên 2 chiều H cộng thì thu được sản phẩm là C15H31 COOH cộng với C3H5 OH tất cả 3 lần. Được chưa? Vậy có phải khi thủy phân tripanmitin trong môi trường axit thì mình sẽ thu được axit panmitic và glycerol. Được chưa? C15H31COH và glycerol. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 14 ạ. Nhận xét nào sau đây là không đúng? Cái chỗ này các em hay bị nhầm là nếu đề bài hỏi là nhận xét không đúng, các bạn hay chọn là nhận xét đúng, nên dẫn đến các bạn bị sai lầm. Thế là toàn. Câu 14 ạ. Tên gọi thì anh này là vinyl acetate, chính xác. Thủy phân ethanol đơn chức mạch hở trong môi trường kiềm thì thu được muối và ancol. Cái này sai. À đâu, từ từ. Ethanol đơn chức mạch hở, ethanol đơn chức mạch hở trong môi trường kiềm thu được muối và ancol. Sai, sai hẳn. Ví dụ như este của phenol, thầy đọc kỹ đấy. Ví dụ như nhá, HCOO C6H5 mà tác dụng với NaOH thì có phải mình tạo thành là HCOONa cộng với C6H5ONa cộng với H2O không? Thì đâu có, thì mình chỉ thu được 2 muối và nước chứ làm gì có muối và ancol đâu. Đúng không ạ? Nên sai chắc chắn là B. Vậy nhận xét không đúng của chúng ta là B. Ok. Xịn quá. Câu số 15 ạ. Thủy phân este có công thức phân tử là C4H6O2. C4H6O2 trong môi trường axit H cộng thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ Y có thể điều chế trực tiếp ra X chỉ bằng một phản ứng hóa học. Vậy tương đương với việc là X và Y phải cùng số nguyên tử carbon. Được không ạ? Và do X và Y cùng một nguyên tử carbon, cùng số nguyên tử carbon, nên số nguyên tử carbon của X nó sẽ bằng 2 carbon và của Y sẽ là 2 carbon. Vậy mình sẽ suy ra anh Y của mình là C2H5OH. Và anh X của mình chỉ có thể là CH3COH thôi. Bởi vì C2H5OH nó có thể là lên men để tạo thành CH3COH chỉ qua bằng một phương trình. Ok nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây, chất Y nó sẽ là ancol ethylic C. Câu số 16. Câu số 16. STX có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường NaOH sinh ra chất Y công thức là C3H5O2Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X. Thì giờ mình có, mình bảo toàn nhé, 4 carbon trừ đi 3 carbon thì còn 1. 8 cộng 1 là 9, 9 trừ đi 5 thì còn 4. O2 cộng 1 O là O3, O3 trừ O2 còn O. Được không ạ? Vậy ngay lập tức mình suy ra thằng X của mình nó sẽ phải là thằng gì? C2H5 COO CH3. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok, câu 16. Ôi trời, bắt đầu sang câu 17 đây. Các em nhìn này, câu vận dụng cao, thí nghiệm vận dụng cao. Mình làm nhiều câu này cho quen các em nhé. Và quan trọng muốn quen bọn này mình phải làm thật nhiều. Và phải nghe thầy giảng thật nhiều để mình hiểu bản chất. Ở bước số 1, 1 gam dầu thực vật và 30 ml NaOH đun sôi khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất để giữ giữ thể tích không độ. Sau 8 đến 10 phút rót thêm vào dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ để yên trong 5 phút, lọc tách riêng phần dung dịch và chất đạm. Ở bước 1 thu được hỗn hợp chất lỏng đồng nhất. Liệu có chất lỏng đồng nhất không? Không, dầu thực vật không tan trong NaOH nên nó vẫn phân lớp, nên không làm gì có chuyện chất lỏng đồng nhất. Sau bước 2, nếu sản phẩm không bị đục khi pha loãng với nước cất, sau bước 2 đây, sản phẩm không bị đục khi pha loãng với nước cất thì phản ứng xảy ra xà phòng xảy ra hoàn toàn. Thực ra thì là phản ứng xà phòng là nó xảy ra hoàn toàn. Nhưng mà ở đây cái nhận xét này đúng chứ. Bởi vì là nếu mà hỗn hợp bị đục khi pha loãng với nước cất, chắc chắn là dầu thực vật còn dư, phản ứng chưa xong. Còn nếu không vẫn đục thì chắc chắn là thủy phân đã hết. B đúng. Ở bước 3, dung dịch có khả năng hòa tan CO2 lần. Sau khi bước 3 xong thì glycerol nó sẽ chìm xuống dưới. Còn lại cái thằng xà phòng nổi trên. Thì ở đây nói là dung dịch có khả năng hòa tan CO2 lần là chính xác, bởi vì glycerol nó hòa tan ở CO2 lần. Sau bước 3 thì có lớp màu chất trắng, rắn màu trắng nhảy nổi lên chính xác, nó chính là xà phòng. Ở bước 3, NaCl có vai trò làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sai. NaCl vai trò của nó làm tăng khối lượng riêng của cái hỗn hợp dung dịch, làm nó chìm xuống. Mục đích chính của việc thêm nước cất là tránh sản phẩm bị phân hủy. Sai. Nước nó bị bay hơi dần nên mình phải thêm nước cất vào là để cho cái phản ứng thủy phân nó xảy ra. Vậy số phát biểu đúng là 1, 2, 3. 3 phát biểu đúng. À, 3 phát biểu đúng các em nhé. Câu 18 ạ. Cho các phát biểu sau. Câu 18 ạ, cho phát biểu sau. Chỗ này thiếu nhỉ? Số phát biểu đúng. Số phát biểu đúng là thủy phân tripanmitin thì mình thu được glycerol, thủy phân etin acetat thì mình thu được ancol ethylic. Vậy 1 đúng. Mỡ động vật và dầu thực vật thì đều chứa nhiều chất béo. Chính xác. Hydro hóa tri olein thì thu được tripanmitin là sai. Hydro hóa tri olein mình phải thu được tri-stearin cơ. Tri-stearin cơ. Thủy phân vinyl format HCOO CH nối đôi CH2 thủy phân thì thu được HCOOH cộng với CH3 CHO thì đúng rồi. Hai sản phẩm đều khả năng phản ứng trắng gương. HCOH và CH3 CHO thì đều có khả năng trắng gương nên chính xác. Phân tử axit glutamic có 5 nguyên tử carbon, chính xác. Hợp chất alagly hòa tan được CO2 lần tạo phức màu tím là sai. Nó phải là từ tripeptide trở lên. Đây là dipeptide thì không có phản ứng màu bio đây. Vậy đây mình sẽ có 1 2 4 5, mình có 4 nhận định đúng. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D các em nhé. Đáp án D. Ui, câu 19 lại một câu điều chế este vận dụng cao. Các em phải luyện nhiều phần này cho chắc lý thuyết lên các em. Điều chế este CH3COCH5 trong phòng thí nghiệm được mô tả hình vẽ sau. Etin acetat có nhiệt độ sôi thấp nên dễ bị hơi. Cái này chính xác, làm nhiều quen rồi. Đề 1, đề 2 thì đều nói kỹ phần này. H2,4 đặc vừa làm chất xúc tác vừa có tác dụng hút nước, chính xác. Etin acetat qua ống dẫn dưới dạng hơi, đúng rồi, nên làm lạnh nước đá ngưng tụ, chính xác. Khi kết thúc thí nghiệm cần tắt đèn cồn trước khi tháo ống dẫn hơi etin acetat. Tắt đèn cồn trước khi tháo ống dẫn hơi là sai. Phải tháo ống dẫn hơi trước rồi mới tắt đèn cồn. Bởi vì nếu tắt đèn cồn trước thì cái không khí nó co lại, nó sẽ hút nước trở về trong làm gây nứt vỡ ống nghiệm nhá, nên là sai. Vai trò của đá bọt để bảo vệ ống nghiệm không bị vỡ chính xác. Có thể thêm ít bột CaCO3 vào ống nghiệm thay cho đá bọt sai nhá. Đá bọt là muối, canxi hoặc magie silicat. Còn nếu thêm cái bột CaCO3 vào, cái bột đấy nó mịn, nó không có tác dụng đá bọt, nó không có tác dụng tạo bọt, nó không có tác dụng tản nhiệt. Vậy nhận định đúng mình chỉ có A, B, C, E thôi. 4 nhận định đúng, các bạn nhớ chưa? Nhớ nhá. Dễ mà. Phần đấy cứ nghe thầy giảng bản chất là vậy. Câu 20. Câu 20 thì mới xứng đáng là câu khó nhỉ. Yeah. Câu 20 là một câu xây dựng. Cấu trúc của este. Cho este mạch hở X có công thức phân tử là CN HN cộng 2 O4. Cái này căng phết. Tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol Y và 2 muối Z và T là 2 muối của 2 axit carboxylic tương ứng là R và Q, MZ lớn MT. Mặt khác, bột mon X thì tác dụng tối đa với một mon hydro. Thế thì một mon X mà tác dụng tối đa một mon hydro mà X lại là este. Vậy khi và chỉ khi X có 3 pi, trong đó 2 pi là COO và 1 pi là CC. Được chưa? Thế bây giờ mình có này. Công thức của X đây. CnHn cộng 2. Vậy có phải mình sẽ có như này không? Cái số liên kết pi là 3 ấy, thì có phải bằng 2 lần số mol carbon cộng 2 trừ đi số nguyên tử hydro. CnH2n cộng 2 mà trừ số nguyên tử hydro là n cộng 2. Được bao nhiêu chia cho 2 thì bằng 3. Từ đó mình tìm được n. 6 trừ 4 n bằng 3 nhân 2 là 6 này. 2 x 2 là 4, 6 trừ đi 4 này. Ô, vậy là n của chúng ta bằng mấy ạ? 2n cộng 2 này. Trừ đi, à chỗ này phải dấu trừ. Trừ ạ. Hết. Vậy là n thì bằng 6. N bằng 6. Vậy suy ra công thức của nó sẽ là C6H8O4 với pi bằng 3. Ok chưa? Ancol Y và 2 muối, muối Z lớn hơn muối T. Anh này là 2 chức, vậy ancol bắt buộc phải là ancol 2 chức. Đúng không? Vậy ancol Y là 2 chức thì mình có 2 trường hợp. Trường hợp số 1 là CH2OH. CH2OH. Trường hợp số 2 là CH2OH. CHOH. CH2OH. À đâu, 2 chức thôi. Thêm CH3. Dĩ nhiên là còn có các trường hợp khác nữa, nhưng mà mình sẽ rơi vào hai cái trường hợp này trước. Thì bây giờ giả sử như ancol Y là cái trường hợp số 1 đi, thì este của mình sẽ là gì? CH2OOC này, CH2OOC này, 1 pi CC. Vậy đây nó sẽ là CH nối đôi CH2. Đã hết carbon rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Vậy đầu này chỉ có thể là H. Vậy nó không thể đến cái trường hợp là 3 carbon nữa. Ok không? Vậy đây chắc chắn là công thức của thằng X. Vậy ancol Y chắc chắn là đây. Vậy muối T của chúng ta nhỏ hơn chắc chắn là HCONA. Và muối Z chúng ta chắc chắn là CH2 nối đôi CHCONA. Được không ạ? Các bạn hiểu chưa? Thế vậy suy ra hai axit R là tương ứng với lại Z. R tương ứng với Z. Vậy axit R nó sẽ là CH2 nối đôi CH COOH. Còn axit Q chắc chắn sẽ là HCOH. Được không ạ? Dễ mà. Và đây bài hỏi phân tử chất X có 6 nguyên tử carbon. Chúng ta cũng quan sát. À, mình vừa tìm xong đúng không? N bằng 6 mà. Đúng không? N bằng 6 đấy. X có 6 nguyên tử carbon chính xác. Dung dịch T có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Đây T đây. Tráng bạc là chặt, đúng chặt. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu dung dịch brom, chính xác, đầy mất máu dịch brom, chính xác. Oxy hóa Y bằng CuO. Đây, thằng Y này cộng CuO thì mình sẽ thu được CHO. Thì thu được anhydric acetic là sai. Nó là anhydric oxalic. Chất Y là mất máu dịch brom. Y không làm mất máu dịch brom, ethylen glycol không làm mất máu dịch brom được. Nhiệt độ sôi của chất Q cao hơn nhiệt độ sôi của ancol ethylic. Q đây chắc chắn cao hơn, nó là axit lúc nào chả cao hơn. Vậy đây mình sẽ có A, B, C, G, 4 nhận định đúng nhá. A, B, C, G, 4 nhận định đúng. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là gì? Đáp án đúng chúng ta là gì? 4 nhận định đúng rồi, đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhá. Ok ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các em thấy những câu này hay không? Và khi mà chữa những câu này ấy, thầy muốn là rèn luyện cho chúng ta một cái kỹ năng, là kỹ năng là xây dựng công thức tổng quát. Những kỹ năng này nó không có một cái phương pháp thần thánh nào làm được bằng cái việc chúng ta hiểu bản chất và chúng ta làm nhiều. Các bạn hiểu không ạ? Chính vì vậy nên là cái chuỗi này, để thầy làm với cái chuỗi này là để mong muốn cho tất cả các bạn có thể nhìn thấy video này, các bạn ấy biết được bản chất hóa học như nào, cách tư duy hóa học như nào. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay. Cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học này, cũng như là comment, cũng như bình luận, cũng như tag các bạn của em vào đây là một cái niềm động lực không hề nhỏ để cho thầy cùng team Mia Myelin có thể soạn ra nhiều nội dung, cũng như là có thể có những cái buổi live stream và buổi quay video khóa học này nó cực kỳ chất lượng dành cho các em. Cảm ơn tất cả các em rất rất nhiều. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.